Bà Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi kênh truyện của Tiến Và tập này thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu thấy được một chiến trường giữa Hồng Hoang cùng với cả Vĩnh Hằng Và let's go bắt đầu với tình tiết này thôi Và các bạn đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like và subscribe nha Sau khi kết thúc bộ truyện này thì chúng ta có rất nhiều những bộ truyện ngắn khác đang đợi mình à, Còn những bộ truyện dài mà các bạn muốn Tiến diễn đọc thì hãy gợi ý ở phần dưới comment hoặc là nhắn tin trực tiếp cho Tiến nha chín 1290 Quy tục Từng khỏa thái cổ tinh thần khổng lồ Từ trong hồng hoang sông ra Thái dương tinh Thái âm tinh Đấu bộ quần tinh Trực nhật chúng tinh Tam thập lục thiên cương tinh Thấp thật nhị địa sát tinh 365 khỏa chủ tinh Trung quanh thì còn có đông đảo phụ tinh Tất cả tinh quân và phụ thần Đều có mặt trên đấy Quần tinh giao thoa di chuyển giữa hư không. Tinh quang thì hình thành một trận đồ thật lớn trên hư không. Trận đồ đột nhiên khoách trương, quần tinh thì óng ánh, vũ trụ tinh thần bao phủ vô tận hư không. Sau đó quần tinh co vào, hình thành nên một vũ trụ tinh không cỡ nhỏ. Trần Vũ Đại Đế, câu Trần Đại Đế xuất lĩnh ngàn vạn thiên binh thiên tướng, xông ra khỏi hồng hoang. Thần binh thì được ném ra ngoài, lấp lánh giữa vô tận hư không. Trần Vũ Đại Đế Quát Quý vị, vâng, tất cả thiên binh thiên tướng hóa thành từng đạo thần quang, bay ở phía dưới thần binh. Thần binh đột nhiên rơi xuống, phanh phanh rơi vào trong tay của chúng thiên binh thiên tướng. Câu Trần Đại Đế Quát Thiên la đại trận, thành Thần lực trong mỗi một thiên binh thiên tướng sâu chuỗi lại với nhau, hình thành nên một mạng lưới to lớn từ trong hồng hoang dâng lên một tấm lưới đen kim sắc thiên la đại trận dung hợp với cả địa võng đại trận ngàn vạn âm thanh vang lên hợp lại thành một thiên la địa võng đại trận lập mạng lưới đột nhiên kéo dài hình thành một cây lưới lớn bao phủ vô tận hư không trên mỗi một sợi lưới đều tản ra các loại thần lực bắt giữ mài mòn cộng với cả chân áp Nam Mô Như Lai Phật Tổ. Một tiếng Phật hiệu khổng lồ vang lên, chúng thần Phật thể từ trong hồng hoang bay ra. Đại trí tuệ vương Phật, Đại quang minh vương Phật, Đại thanh tịnh vương Phật, các ngài mang theo ngàn vạn Phật đà La Hán, thiết lập La Hán đại trận giữa không trung. Dưới chân mỗi vị La Hán thì đều xuất hiện một liên đài, thần thánh bất phàm. Tiếp đó, hồng hoang chúng tiên cùng đồng loạt bay ra, lấy cẩm linh cầm đầu nữ hoa hậu nhân lấy đồ sơn đang đang cầm đầu thanh khâu hồ tộc lấy triệu hân duyệt phạm hiền cầm đầu hạo nhân thư viện lấy duis nữ hoàng cầm đầu tinh linh tộc trên không trung hồng hoang đại trận chiếm cứ vô số tiên thần thì san sát nhau lý bình an thì chỉ tay một cái một con đường hào quang trói lóa được tạo ra lan tràn đến phía trên của vô tận hư không hắn mở miệng nói. Đây là thông thiên đại đạo, có thể đi đến vĩnh hằng thần giới. Lý Bình An cất bước đi tới thông thiên đại đạo, tiến lên phía trên của vô tuận hư không. Bảy tôn ma chủ đột ngột xuất hiện sau lưng của đạo chủ, đi sát theo hắn, trong lòng tràn đầy bất an. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao đám người thanh loan, ngọc đỉnh chân nhân, hỗn độn ma viên vẫn chưa xuất hiện? Sau lưng bảy tôn ma chủ là ba tòa đại trận cùng với cả vô số tiên thần, hào hùng khí phách bước lên con đường trinh phạt. Trên thông thiên đại đạo, mỗi một bước đều là ngàn vạn dặm xa, sát khí trùng trùng từ vô tận hư không trực tiếp đánh thẳng tới vĩnh hằng thần giới, cho đến khi tràn ngập toàn bộ đại thế giới. Bên trong của vĩnh hằng thần giới thì cũng đang sao động không thôi. Ba người Selena, Lục Hí, Ba Thiết đang cùng nhau đứng trên một đỉnh núi tại Vĩnh Hằng Thần Giới. Selena thì ung dung nói. Các người cảm nhận được sao? Sát ý tràn ngập toàn bộ đại thế giới này. Ba thiết ngưng trọng nói. Thật là đáng sợ. Nếu chúng ta bị cuốn vào trận này, chỉ e sẽ phải bỏ mạng. Lục hí thì dùng quạt xếp đập nhẹ lên tay, có chút bất an nói. Chỉ cần chúng ta không xuất thủ thôi, hẳn là sẽ không lan đến gần chúng ta chứ. Selena đột nhiên mở miệng nói. Ta sẽ xuất thủ, trợ giúp hồng hoang. Lục hí thì đột nhiên quay đầu, nhìn về phía của Selena, kinh hãi kêu lên. Người điên rồi, đó chính là đối địch với cả bảy tôn chúa tể. Không, là tám tôn chúa tể. Selena thì kiên định nói. Bởi vì ta vững tin hồng hoang nhất định sẽ thắng các người căn bản không biết nữ hoa nương nương vĩ đại đến mức nào đâu. Các người có nguyện ý đi cùng với ta không? Ba thiết thì lập tức gật đầu, thành thật nói. Được, ta nghe theo đại tỷ. Sắc mặt của lục hí thay đổi mấy lần, cuối cùng thì kiên quyết nói. Thật có lỗi, ta vẫn chưa muốn chết. Hắn lùi lại một bước, thân ảnh nháy mắt biến mất. Ba thiết thì phẫn nộ kêu lên, đáng ghét đã nói đồng sinh cộng tử rồi vinh nhục cùng hưởng rồi mà selina cười nói được rồi mà hắn đưa ra quyết định này cũng có thể hiểu được ba thiết thì tức tối há mồm thở dốc phấn nộ nói ta coi hắn là huynh đệ vậy mà hắn lại làm trận bỏ chạy sao chúng ta đi thôi thân ảnh của hai người nháy mắt biến mất trong vô tận hư không trên con đường rực rỡ hào quang Chúng thần đã có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của vĩnh hằng thần giới. Khí tức, vĩ đại, vượt xa so với cả vô tuận hư không. Bên ngoài của vĩnh hằng thần giới thì mở ra từng đại môn. Thiên sứ thần linh, hoa hệ thần linh, thổ hệ thần linh, thủy hệ thần linh, hỏa hệ thần linh, phong hệ thần linh, lôi, võ thần. Vô số thần linh chen chúc nhau bước ra khỏi đại môn. Trừ thiên tinh đấu đại trận, thiên la địa võng đại trận, La Hán Đại Trần. Đột nhiên vượt qua Lý Bình An, trấn áp về phía ngàn vạn thần linh. Giết! Hồng hoang chúng tiên thì cũng chen chúc nhau giết tới. Bắt đầu trận đã chém giết tới cả vĩnh hằng thần giới rồi. Lý Bình An thì dưới sự bảo vệ của bảy tôn ma chủ, đi về phía của vĩnh hằng thần giới. Mọi thần linh đến gần, không cần Lý Bình An xuất thủ. Bảy tôn ma chủ lập tức khiến bọn chúng lặng lẽ vỡ nát vĩnh hằng thần giới lại xuất hiện bảy tôn đại môn bảy thân ảnh khổng lồ bước ra từ bên trong các đại môn chăm chú nhìn lý bình an ngạo màn ma chủ xoay người thi lễ nói đạo tổ chúng ta đi lý bình an khẽ gật đầu ngạo mạn ma chủ đứng lên quát giết bảy tôn ma chủ đồng thời xông ra dương bình đại đế phía đối diện cũng cười lạnh nói giết tới thôi Bảy tôn thần chủ lập tức hành động, thần lực ma lực càn quét khắp nơi, đánh nát từng mảnh hư không bên trong của Vĩnh Hằng thần giới. Lý Bình An thì tiếp tục đạp trên thông thiên đại đạo, tiến tới Vĩnh Hằng thần giới. Đông đảo thần linh trong Vĩnh Hằng thần giới đều phát ra công kích về phía của Lý Bình An. Ngàn vạn thần thuật xuyên qua thân của hắn, lại đều đánh vào người của Vĩnh Hằng thần giới thần linh phía đối diện trong lúc nhất thời quần thần lăn lộn kêu rên khắp nơi lý bình an thì nhẹ nhàng bước đi rõ ràng có thể nhìn thấy hắn nhưng mà bất kỳ thần thuật nào cũng không thể chạm tới hắn tựa như hắn đang du tẩu bên ngoài thời không trường hà vậy không hề thuộc về thế giới này bên trong vĩnh hằng thần giới ánh mắt của bảy tồn tại tôn quý xuyên qua vách ngăn thế giới nhìn lý bình an từ xa nhưng bọn họ thì không có chút động tác nào bọn họ vẫn đang chờ chờ hồng hoang chân chính xuất thủ chỉ dựa vào những thứ này thì vẫn chưa đủ để khiến bọn họ phải ra tay một đầu thần long từ trong vĩnh hằng thần giới xông ra trên lưng thì mọc hai cánh bụng có chín móng vuốt trên mỗi một miếng vảy đều được khảm họa đại đạo long văn long uy thì trùng trùng hiển nhiên là tổ long của thế giới này Lý Bình An thì dẫm chân xuống, ngẩng đầu nhìn tổ long bay lượn chung quanh. Là chuẩn thánh tri cảnh. Trong tay của Lý Bình An thì xuất hiện thất tinh thần kiếm. Tổ long đột nhiên đánh tới Lý Bình An. Long uy thì khóa chặt Lý Bình An. Đột nhiên, từ trong vĩnh hằng thần giới bắn ra một đạo quang thanh sắc. Thanh quang này xoay tròn, ầm vang đâm vào thân thể của tổ long. Trong chốc lát, Kim sắc long huyết vẩy ra, một mũi trường tiễn xuyên qua thân của Tổ Long, đánh bay hắn vào trong chiến trường đang diễn ra sát phạt không ngừng. Tổ Long thể đột nhiên ngẩng đầu, chấn kinh gầm thét. Tinh linh thần chủ? Có thể nào hắn cũng không nghĩ ra được, vì sao tinh linh thần chủ lại ra tay với hắn? Selena thì mặc lục sắc thần giáp, đi ra từ trong vĩnh hằng thần giới trong tay nắm một thanh cung tiễn tinh xảo. Sau lưng là bao đựng tiễn được khắc hoa văn tinh xảo. Selena thề nhìn về phía của Lý Bình An nói. Đạo chủ, tổ long giao cho ta đi. Đa tạ. Lý Bình An thề cất bước tiếp tục đi về phía chân trời. Đột nhiên, một nam tử mặc kim thần bào xuất hiện trên đỉnh đầu của Lý Bình An. Trong tay cầm một vòng tròn sáng trăng từ trên cao đè xuống đầu Lý Bình An là thẻ ước tri chủ. Bên cạnh thề vang lên tiếng động lớn. Một cái cự trùy đột nhiên xông ra, bịch một tiếng đâm vào bên hông của thẻ ước tri chủ. Nháy mắt, đụng bay đối phương, tạo ra một đầu huyết sắc thông đạo trong chiến trường. Thẻ ước tri chủ đánh bay thuyết trùy, gầm thét kêu lên. Ba thiết, ngươi dám phản bội vĩnh hằng thần giới, một người vóc dáng thấp bé, râu ria xồm xoàm, từ trong hư không chạy ra. Hắn khẽ vẫy tay một cái. Thiết trùy lập tức trở lại trong tay. Hắn hô lên. Ta chỉ nghe đại tỷ thôi. Đại tỷ bảo ta bảo hộ đạo chủ. Ta liền bảo hộ đạo chủ. Đáng chết, tên khốn khiếp thôi bỉ. Chết đi cho ta. Thẻ ước tri chủ thì phấn nộ gầm lên. Thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện ngay cạnh ba thiết. Vũ khí trong tay thì biến thành một thanh tế kiếm. Một tiếng đâm ra, kiếm mình vang lên. Ba thiết gầm lên, tay vung thiết trùy, bắt đầu đại chiến với cả thệ ước tri chủ Chiến đấu đảo loạn hư không. Lý Bình An thì tiếp tục đi về phía của vĩnh hằng thần giới. Không có thần chủ ngăn cản. Hắn thuận lợi đi hết thông thiên đại đạo, trực tiếp đi vào trong vĩnh hằng thần giới. Thân ảnh đứng giữa bầu trời, đạo bào theo gió tung bay, bảy thần vực phát ra tiếng vang, bảy loại thần quang nở rộ, chói lòa. Bảy thân ảnh to lớn xuất hiện giữa thiên địa, từ trên cao nhìn xuống Lý Bình An. Dưới chân của Lý Bình An thì xuất hiện một liên đài. Hắn ngồi xuống xếp bằng giữa hư không, bình thản đối mặt với cặp bảy thân ảnh kia. Kỳ thật thì Lý Bình An đang đánh cược. Cược người phía sau hệ thống sẽ không tùy tiện để hắn chết. Đến lúc này rồi thì cũng chỉ có thể đánh cược một lần thôi. Võ trì chúa tể hạng vũ, mặc khôi giáp mở miệng quát hỏi. Đạo chủ, hồng hoang thần hệ chân chính nằm ở nơi nào? Lý Bình An thì lắc đầu nói. Ta không biết. Quang Minh chúa tể Ox ôn hòa nói. Đạo chủ, chỉ cần nói ra vị trí của hồng hoang thôi, ta có thể che chở cho ngươi và đạo môn. Lý Bình An thì lắc đầu nói, quả thực bần đạo không biết. Hỏa chi chúa tể, tinh hỏa, lạnh giọng nói, vậy thì ngươi cũng chỉ có thể chết thôi. Hắn duỗi tay ra, trên đầu ngón tay thì xuất hiện một đốm hỏa diễm. Lý Bình An thì ngưng thần, vừa định hành động. Bầu trời của vĩnh hằng thần giới đột nhiên vỡ nát, hỗn độn ẩn chứa lực lượng hủy diệt từ trong bầu trời vỡ nát bay thẳng xuống, hình thành bảy đạo hỗn độn thông thiên trụ. Bảy đại thần vực vỡ ra dưới bảy đạo hỗn độn thông thiên trụ ẩn chứa lực lượng hủy diệt, cường đại, nổ thành bảy đoàn thần quang trói lọi. Trên mặt của bảy tôn chúa tể, hình chiếu khổng lồ lộ ra vẻ phẫn nộ và không thể tin được. Cả bảy thân ảnh đều vặn vẹo rồi biến mất tiếng cười to cản rỡ không kiên kỵ chút nào đang vang vọng giữa thiên địa một nữ tử mặc chiến giáp làm từ xương cốt xuất hiện bên người của lý bình an nghiêng đầu nhìn hắn lại cười hắc hắc nói đạo chủ rốt cục chúng ta đã gặp mặt rồi thâm nguyên chúa tể một tiếng kêu lanh lảnh đầy phẫn nộ chuyển ra đáng chết ngươi lại dám phá vỡ phong tỏa của đại thế giới này sao người cái đồ điên này Dám hủy thần vực của ta Ta muốn trấn áp người vĩnh viễn Từng âm thanh tức giận vang lên Bảy thân ảnh thề xông ra từ trong thần vực Mỗi một thân ảnh đều thần uy cuồn cuộn Vẻ mặt thề tức tối nhìn thâm nguyên chúa tể Thâm nguyên chúa tể quay đầu Nhìn về phía bảy tôn chúa tể kia Phát ra tiếng cười ha ha Hết sức sung sướng Cười đến long trời lở đất Cười ngửa tới cười lui Lý Bình An thề thầm nghĩ trong đầu. Hệ thống, ngươi tuyệt đối đừng có lừa ta đấy. Kích hoạt hóa thân phù thần bí. Đinh, kiểm tra địch nhân. Kiểm tra thấy có địch ý ở gần. Địch nhân tổng cộng có 8 người. Hóa thân phù thần bí tương xứng. Thẻ bài trống rỗng, không có trong đầu của Lý Bình An lại lần lượt xuất hiện từng bóng người. Lý Bình An thì đột nhiên trợn mắt, trong lòng thì mừng rỡ như điên. Lần này thì ổn rồi. Lý Bình An duỗi tay ra, giữa hai ngón tay kẹp một tấm thẻ bài. Hắn đột nhiên mở miệng nói lớn. Không phải các người muốn tìm hồng hoang chân chính sao? Bây giờ như các người mong muốn. Thẻ bài này thì quen thuộc biết bao. Con người của thông nguyên chúa tể co rụt lại vô thức nghĩ đến hỗn độn ma viên. thông nguyên chúa tể bất chợt đưa tay chụp về phía của Lý Bình An, mang theo uy thế như là huy động cả thiên địa vậy. Cung thỉnh vô thiên Phật tổ. Thẻ bài trong tay của Lý Bình An biến mất, một đóa hắc liên đột nhiên xuất hiện tại không trung, ngăn trước mặt của Lý Bình An. Hắc liên chậm rãi mở ra, thông nguyên chúa tể lập tức bị đẩy lùi đi, trượt dài cả ngàn vạn dặm trên hư không. Bên trong Hắc Liên là một nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng. Toàn thân Hắc Y tóc dài xõa vai. Sau lưng thì có một vòng Phật Luân Hắc Ám. Khóe miệng nở nụ cười như có như không. Lý Bình An thì vội vàng đứng dậy từ trên thanh liên, cung kính thì lễ nói. Bái kiến võ thiên Phật tổ. Võ thiên khẽ gật đầu cười nói. Ta giúp ngươi được đối thủ này còn lại thì tự ngươi phải giải quyết đấy đa tà võ thiên phật tổ hắc liên thì mang theo võ thiên phật tổ nháy mắt biến mất một giây sau thì đã xuất hiện ngay trước người của thông nguyên chúa tể cách đó không xa ngài mở miệng nói chỗ này gò bó tay chân đến hỗn độn chiến một trận đi thông nguyên chúa tể duỗi tay ra rồi đầu lưỡi thật dài thè ra khẽ liếm mở môi lại cười hắc hắc đầy quái gì Hồng hoang chúa tể. Hai người thì hóa thành hai đạo hắc ảnh, nháy mắt thông qua khe hở trên bầu trời, tiến vào trong hỗn độn. Âm thanh chiến đấu ầm ầm bắt đầu vang lên. Bảy đại chúa tể của vĩnh hằng thần giới lập tức dừng chân. Con người đột nhiên co rụt lại. Hồng hoang thật sự có chúa tể chi cảnh, nhưng mà lại không phải là tam thanh đạo tổ. Trong lòng của bảy người trọt dâng lên cảm giác không ổn. Giữa hai tay của Lý Bình An hiện hiện một tấm thẻ bài mới tinh, hắn nhìn quang minh chúa tể xông ra từ trong quang minh thần vực rách nát cung kính nói: "Cho mời đa bảo Như Lai Phật Tổ." Thẻ bài giữa hai ngón tay tan đi, hóa thành một đoàn kim quang phóng về phía của quang minh chúa tể. "Nam Mô A Di Đà Phật." Một tiếng Phật hiệu vang vọng toàn bộ thế giới. Tất cả vô tận hư không chúng thần đang trong đại chiến đều vô thức nhìn về phía của vĩnh hằng thần giới. Trong lòng của Bạch Hiểu Thuần, tiểu Phật tổ chợt cảm thấy rung động không thôi. Đây là viễn cổ hồng hoang Phật giới đại lão giáng lâm. Ngạo mạn ma chủ, đố kỵ ma chủ, phẫn nộ ma chủ đều nhìn về phía của vĩnh hằng thần giới. Ánh mắt đầy hưng phấn. Tất cả thấp thỏm bất an đều biến mất trong nháy mắt. Bọn hắn xuất hiện thật rồi, lại còn ngay trong vĩnh hằng thần giới nữa. Phật quang vô lượng nở rộ giữa vĩnh hằng thần giới. Bên trong Phật quang hiển hiện một tôn Phật đà mập mạp ngồi xếp bằng giữa kim liên. Trên người thì khoác áo cà sa, khóe miệng mỉm cười. Lý Bình An thì lễ nói. Làm phiền như lai Phật tổ. Đa bảo như lai khẽ gật đầu, thanh âm hùng vĩ vang lên. Năm đó ở Hồng Hoang có thập nhị dực thiên sứ từ vực ngoại mà đến. Kỳ danh thượng đế song đế trị chiến ngọc hoàng đại thiên tôn chém được thượng đế mà chứng đạo lý bình an thì đột nhiên chọn mắt tin tức trong mấy lời này có hơi lớn quá không ngọc hoàng đại đế chứng đạo rồi trong lòng thì bất chợt ngộ ra khó trách lần này không có mời được ngọc hoàng đại đế hóa thân phù không biết thẩm nhị dực thiên sứ như ngươi so với cả thượng đế thì thế nào thượng đế chưa từng nghe qua thanh âm khổng lồ của quang minh chúa tể vang lên. Mời xem hồng hoang quang minh chi lực của ta một chút. Như Lai đẩy ra một trường, một kim sắc trường ấn bao phủ thiên địa, chính là Như Lai thần trường. Quang minh hiện tại lấy ta vi tôn. Sau lưng của quang minh chúa tể bung ra 12 cánh chim rực rỡ hào quang. Ngăn vạn kim sắc quang mang, hội tụ thành một thanh thí thần trường mâu đâm về phía của như lai thần trưởng trường mâu đâm vào kim sắc thần trưởng phát ra tiếng vang thật lớn kim quang cường đại lớp đầy thiên địa từ trong kim quang đột ngột rơi ra một giọt nước vọt về phía của lý bình an một tiếng vang vọng kim quang tán đi như lai phật tổ cùng với cả quang minh chúa tể đã biến mất không thấy đâu nữa chiến trường được chuyển vào trong hỗn độn lý bình an đứng lên trên của thanh liên sáu tấm thẻ bài bay múa quanh thân mỗi một giọt nước óng ánh lơ lửng cách hắn tầm trăm thước khó mà tới gần nửa phân lý bình an thi lễ cung kính kêu lên cho mời huyền vũ thánh tôn tiếng nước ngập trời vang lên một dòng trường hà cuồn cuộn chảy ra từ trong hư không một nam tử mặc hắc sắc thần bào đứng ngay trên trường hà hai tay thì chắp lại, sắc mặt trang nghiêm. Nam tử mở miệng, thanh âm khổng lồ vang lên. Thủy thần chúa tể vào trong hỗn độn chiến một trận. Thủy thần chúa tể boy ly giơ tay lên, trong tay thì lập tức xuất hiện một thanh băng tinh quyền trường. Nàng ta đưa tay vén tóc nói Không ngờ hồng hoang cũng có thủy chi chúa tể Vậy thì tốt rồi Hôm nay để xem ai mới là thủy thần chân chính thân ảnh hóa thành một dòng nước xuyên qua khe vỡ trên bầu trời tiến vào trong hỗn độn trường hà cuồn cuộn uốn ngược tiến về phía của khe nứt huyền vũ thánh tôn ngạo nghễ đứng trên trường hà phong chi chúa tể nốt thổ chi chúa tể gaia hỏa chi chúa tể tinh hỏa lôi chi chúa tể thái thanh võ chi chúa tể hạng vũ đều cẩn thận nhìn lý bình an thật là thất sách thực lực của hồng hoang vượt ngoài tưởng tượng của chúng ta năm vị chúa tẻ mơ hồ liếc nhìn nhau đồng thời xuất thủ về phía của lý bình an tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục triệu hồi ra hồng hoang chúa tẻ nữa năm đạo công kích vô cùng khủng bố đánh tới lý bình an tiếng va chạm kinh thiên vang lên không gian chung quanh của lý bình an thì đều vặn vẹo vỡ nát sau một lát không gian bình phục lại lý bình an thì an ổn lơ lửng giữa không trang y phục thẳng thớm không có lấy một vết nhăn nào cả năm tấm thẻ bài bay múa xung quanh lý bình an biến chung quanh thành một mảnh đất vạn pháp bớt sâm năm vị chúa tẻ thì cau mày vẻ mặt đầy kinh ngạc không ngờ lại bị chặn hoàn toàn lý bình an thì Thì lễ nói ra cung thỉnh địa tin chi tổ trấn nguyên đại tiên một tấm thẻ bài hóa thành thần quang Lan tràn ra xa Một lão đạo mặc đạo bào Tay cầm phất trần xuất hiện trước Lý Bình An Trấn Nguyên Tử Nhìn thổ chi chúa tể Cười ha hả nói Bần đạo tu luyện cũng là thổ mộc đại đạo Còn xin đạo hữu chỉ giáo Thổ chi chúa tể Gai à, ngưng thần Nhìn Trấn Nguyên Tử Đây là hồng hoang thổ chi chúa tể sao Hắn không dám tùy tiện hành động Trấn Nguyên Tử cười ha hả nói Nếu đạo hiểu đã không muốn xuất thủ Vậy thì để bần đạo xuất thủ trước nha Gaia điều động toàn bộ thổ chi bản nguyên của đại thế giới Trên trán hiển hiện một đạo thổ chi đại đạo phù văn Toàn thân thì được bao phủ bởi đại địa thần quang Hắn ngưng trọng mở miệng nói Đến đi để ta xem thử lực lượng của hồng hoang thổ chi chố tẻ một chút Trấn Nguyên Tử chỉ tay một cái không gian quanh thân của Gaia phịch một tiếng vỡ nát. Từ trong không gian vỡ nát tỏa ra lực hút cường đại. Chúa tể Gaia thì nhất thời không kịp phòng bị, bị hút vào bên trong đấy. Từ trong không gian vỡ nát, truyền ra âm thanh tức giận của Gaia chúa tể. Không phải ngươi nói là thổ chi chúa tể sao? Trấn Nguyên Tử đi về phía không gian vỡ nát, cười ha hả. Nhưng mà bần đạo cũng biết một chút xíu không gian đại đạo. Thân ảnh của hai người đều biến mất. Võ trì chúa tể hạng vũ bước ra, nghiêm túc nói. Mà thôi, đã đến bước này rồi, nên dùng thực lực để phân cao thấp đi. Bản tọa là võ trì chúa tể hạng vũ, đến đây khiêu chiến. Ánh mắt của Lý Bình An thì lưu chuyển trên bốn tấm thẻ bài còn lại. Hắn cung kính thì lễ nói. Cho mời huyết hải chi chủ, minh hà giáo chủ. Một tấm thẻ bài in hình huyết hải ngập trời biến mất một nam tử trung niên vác song kiếm bước ra từ trong hư không ngay trong nháy mắt cả thiên địa tràn ngập mùi huyết tinh cùng với cả sát ý ngút trời trong tay của võ trì chúa tể hạng vũ xuất hiện một thanh thần thương chỉ vào nam tử trung niên nói võ trì chúa tể hạng vũ nói nhả một tiếng kiếm minh hai đạo kiếm quang xoẹt qua hư không phanh võ trì chúa tể hạng vũ nháy mắt bay ra ngoài một tiếng ầm vang đụng ngã một tòa thần sơn, bụi mù đầy trời. Võ trì chúa tể hạng vũ xông ra từ trong phế tích, bớt hủ thần giáp trên thân của hắn, in hẳn hai vết kiếm thật sâu. Hắn sợ hãi nhìn lão giả cầm song kiếm đứng đằng xa. Thật là hung nhân mà, thật là hung kiếm. Minh Hà giáo chủ nhíu mày, ánh mắt có chút kinh ngạc. Thần giáp kia thật không tệ đấy, có thể cản được một kiếm của ta, Ngài mở miệng nói Đến hỗn độn chiến một trận đi Võ tri chúa tể hạng vũ gật đầu Được Hai người hóa thành hai vệt thần quang Phóng lên tận trời Tiến vào trong hỗn độn Âm thanh chiến đấu kinh khủng lập tức truyền ra Phong chi chúa tể Anốt nốt điện hạ lên tiếng nói Có phải hiện tại tới phiên ta rồi không? Không biết hồng hoang các người có phong chi chúa tể hay không? Lý Bình An thì cười thi lễ nói cung thỉnh côn bằng lão tổ. Một tấm thẻ bài bắn thẳng lên trên trời, đột ngột nổ tung giữa không trung. Một đôi cánh chim đen nhánh giang ra giữa trời. Mọi người thì ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Bầu trời đã hoàn toàn biến mất, chỉ thấy phía trên toàn là lông vũ dày đặc. Trên mỗi một sợi lông vũ thì đều lóe sáng phù văn bất hủ. Chỉ một sợi lông vũ là đủ để đánh áp sập một phương tiểu thế giới rồi. Một đầu côn bằng thì hung hãn từ trên cao nhìn xuống mấy vị chúa tể bên dưới. Trong mắt thì lóe hung quang. Phong chi chúa tể âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Hung cầm này thoạt nhìn cường đại hơn mấy người trước nhỏ lắm. Lý Bình An thì cũng ngẩng đầu nhìn lên. Hơi há hốc mồm, nhìn cánh chim khổng lồ bao phủ bầu trời. Trong lòng thì thán phục. Không hổ là đại năng từng làm yêu sư ở thượng cổ yêu đình biết rõ tầm quan trọng của khí thế. Lần ra sân này có hiệu ứng mạnh hơn mấy vị trước nhiều. Thân thể khổng lồ của côn bằng đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một hắc bào lão giả, đứng tại không trung, thân ảnh hùng vĩ chấn động toàn bộ đại thế giới. Ta chính là bác minh chi chủ yêu sư côn bằng. Tất cả vô tuận hư không chúng thần bên trong đại chiến đều nghe thấy rõ ràng. Một vài tiên thần thì cảm thấy nghi hoặc, côn bằng này là ai vậy đám người thạch hảo thanh tuyết thanh vũ thì đều mừng rỡ không ngờ sư vụ lại mời ra được vị đại năng này tại nơi đại chiến giữa ma chủ và thần chủ hơ ti quang minh thần chủ cầm một thanh thần thương trên tay phải đại chiến với cả ngạo mạn ma chủ hơ ti quang minh thần chủ vung kiếm ngăn một kiếm của ngạo mạn ma chủ thâm tình thì khuyên nhủ ngạo mạn trở về đi, ta lấy quang minh cam đoan hoàn ngày người ôm lấy quang minh một lần nữa. quang minh ta không cần. ngạo mạn ma chủ đột nhiên quay người, phi thân đá ra một cước. hờ ti, quang minh thần chủ đánh ra một quyền, quyền cước va chạm, hắc bạch thần quang quân lấy nhau. hờ ti, quang minh thần chủ thì quát lớn. ngạo mạn, ngươi muốn bị hủy diệt với cả vô tận hư không sao? hẳn ngươi phải rõ lực lượng của chúa tể chứ hắc bạch thần quang đại đạo hai thân ảnh đồng thời bay ngược về sau nếu chúa tể là vô địch há có chuyện rằng co chiến đấu như hiện tại hơ ti hồng hoang thần hệ của ta cũng có chúa tể lại tuyệt không yếu hơn vĩnh hằng thần giới đâu ngạo mạn ma chủ hét lớn giơ cao ma kiếm đánh về phía của hơ ti hơ ti thì hử lạnh cũng phóng về phía của ngạo mạn ma chủ nếu không muốn đầu hàng thì đi chết đi. Vĩnh hằng thần giới chúa tể chậm chạp không xuất hiện. Trong lòng các vị ma chủ đều kích động. Hồng hoang thật sự có thực lực ngăn cản chúa tể. Lúc này chiến đấu càng thêm hăng hái. Trái lại, vĩnh hằng thần giới thần chủ đều ngưng trọng hẳn lên. Chúa tể không cách nào xuất thủ. Chiến trường chiến đấu chỉ là hy vọng xa vời. Bên trong vĩnh hằng thần giới, Lý Bình An thì cung kính thi lễ Lớn tiếng nói Côn bằng yêu sư Vì vĩnh hằng thần giới phong chi chúa tẻ này Muốn so một chút tài phong chi đại đạo với ngài đấy Côn bằng thì cười ha hả nói Có phong Há có thể không thủy sao Phong thủy tương hợp mới là chính đạo Ngài đưa tay trảo về phía phong chi chúa tẻ một cái Giữa thiên địa thì ngưng tụ Hình thành một mảnh bạch vân Điều trảo vô tới phong chi chúa tẻ Phía dưới tiểu trảo điều này Thiên địa ngưng kết Phong chi chúa tể thì vội vàng hét lớn Ngưng Bạch vân điều trảo lập tức ngừng lại Lơ lửng giữa không trung Côn bằng thì tỏ ra hứng thú nhìn hắn Hỏa chi chúa tể tinh hỏa Lôi chi chúa tể thái thanh Cũng đều vô thức nhìn về phía của phong chi chúa tể Anốt Chuyện gì đang xảy ra vậy Muốn đầu hàng sao Trên thân của phong chi chúa tể hiển hiện thần giáp, nghiêm nghị nói. Vào hỗn độn, chiến một trận đi. Côn bằng thề phất tay, tán đi Bạch Vân Điều Trào, hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Quanh thân của phong chi chúa tể xuất hiện vòi rồng, nháy mắt bắn vào trong một khe hở không gian. Bên trong thì truyền ra âm thanh chiến đấu kịch liệt. Hỏa chi chúa tể, tinh hỏa, nhìn về phía của Lý Bình An, mạnh mẽ đè bất an trong lòng xuống, Ngưng trọng nói: "Có thể nói cho ta biết, giúp cục Hồng Hoang của các người có lai lịch gì không? Có phải là một thế giới cường đại bị sáng thế thần trấn áp vào thái cổ thời kỳ không?" Người cứ cho là thế đi. Lý Bình An thì cung kính thi lễ nói: "Cho mời Chu Tước Thánh Tôn, cho mời Thanh Long Thánh Tôn." Hai tấm thẻ bài còn sót lại đang vần quanh thân lập tức biến mất, không thấy đầu nữa trong tiếng long ngâm phượng khiếu chu tước trói lọi cùng với cả thanh long uy vũ hiển hiện bay múa giữa không trung lục sắc thần quang hồng sắc thần quang liên tiếp hiện lên chu tước thì hóa thành một nữ tử mỹ mạo trên người mặc hỏa hồng trường váy thanh long thì hóa thành một thanh niên tuấn mỹ trên tay thì cầm một bảo kiếm hoa lệ chu tước cùng thanh long cúi đầu nhìn về phía của lý bình an lý bình an thì vội vàng thi lễ nói cho mời hai vị thánh tôn ngăn lại hai vị chúa tẻ này thanh long thánh tôn thì cười ha hả đây không tính là việc gì khó hai người nhìn về hai phía của vị chúa tẻ còn lại là hỏa tri chúa tẻ tinh hỏa và lôi tri chúa tẻ thái thanh thanh long thì cười nói chu tước muội muội ngươi lựa chọn vị nào đây chu tước thì cười hì hì đáp đương nhiên là hỏa chi chúa tể rồi trước đó vẫn luôn muốn luận bàn hỏa chi đại đạo với cả hắn một chút lý bình an thì hơi kinh ngạc trước đó đã muốn bàn luận sao? chẳng lẽ trước kia chu tước từng gặp qua hỏa chi chúa tể bọn họ từng nói thế giới này rồi sao chân hỏa của hỏa chi chúa tể dấy lên hỏa diễm kịch liệt hỏa diễm ngưng kết hóa thành một thân thần giáp lại tạo thành áo choàng tung bay sau lưng hắn hét lớn đến hỗn độn chiến một trận đi chu tước thì gật đầu cười nói được hai người hóa thành hai đạo hỏa hồng thần quang xông vào trong hỗn độn thanh long cùng với cả lôi chi chúa tể không nhiều lời lập tức tiến vào trong hỗn độn dư âm chiến đấu kinh khủng mơ hồ truyền đến khiến cho không gian thế giới chớp mắt vặn vẹo trong lòng của Lý Bình An thì có hơi tiếc nuối. Trong lòng của Lý Bình An thì có hơi tiếc nuối. Vẫn còn thật nhiều đại năng chưa mở ra. Tỉ như là Đại Từ Đại Bi Bình Tâm Nương Nương, Phương Tây Bạch Hổ Thánh Tôn, Tiệt Giáo Đại Sư Tỷ Vô Đường Thánh Mẫu, Nhân Giáo Thủ Đồ Huyền Đô Đại Pháp Sư, Thiên Ma Khuê Cương, Khổng Tử Á Thánh, Khổng Tuyên, Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Nếu như mời tất cả đại năng này ra đó mới gọi là náo nhiệt Lý Bình An thì tiếc nuối một hồi Lúc này mới tập trung ý chí Bắt đầu ngồi xếp bằng trong hư không một lát sau Thần xác thể dần dần nghiêm túc Toàn bộ ba ngàn đại đạo trong vĩnh hằng thần giới hiện hiện Ngũ quang thập sắc sôi trào giữa thiên địa Ba ngàn pháp tắc trong cơ thể Lý Bình An thì hóa thành thần liên Giao hòa cùng với cả pháp tác của vĩnh hằng thần giới trên thân của Lý Bình An thì nở rộ bạch quang nhàn nhạt, nhạt nhục thân thể dần dần trở nên ảm đạm ba năm sau đại đạo trong cơ thể của Lý Bình An thì hoàn toàn dung hợp với cả vĩnh hằng thần giới giờ phút này thì tất cả đại đạo có trong đại thế giới đều thuộc về quyền khống chế của Lý Bình An thân thể của Lý Bình An thì đã mất đi huyết nhục rồi trở nên vô cùng trong suốt giống như là pha lê óng ánh vậy có thể nhìn thấy 3.000 đại đạo phù văn đang lấp lánh bên trong cơ thể của hắn. Hợp đạo Một đạo thiên âm khổng lồ vang vọng khắp đại thế giới. Bên trong hư không, chúng thần linh thể đang xa lầy trong đại chiến, đều cảm thấy tâm thần rúng động. Tất cả ngừng xuất thủ trong vô thức, mơ hồ cảm ứng được một cô ý chí vĩ đại đang thức tỉnh. Như là phụ, như là mẫu, lại như chính là bản thân của đại thế giới này vậy nhịn không được mà trong lòng cúng bái. Bên trong hỗn độn, Trấn Nguyên Tử vung tay áo lên, thổ chi chúa tể Gaia trước mặt không tự kiềm chế được mà bay ra ngàn dặm xa xôi. Chúa tể Gaia phẫn nộ kêu lên, đáng ghét, người đã nói người là thổ chi đại đạo, lại cứ không ngừng dùng thủ đoạn không gian, đây tính là gì chứ? Trấn Nguyên Tử thì cười nói, không muốn đánh với người, vậy mau nhận thua cho ta đi, tránh đường đi. Gaia thì hét lớn một tiếng, đột nhiên phóng về phía của vĩnh hằng thần giới. Ha, bần đạo cũng sẽ không nhận thua đâu. Trấn Nguyên Tử vung phất trần lên, Gaia thể tức khắc trượt qua vô tận hư không cả ngàn dặm lần nữa. Khốn kiếp, rốt cục là người muốn làm cái gì? Trấn Nguyên Tử thì cười nói, khi tất cả mọi chuyện kết thúc, bần đạo tự khắc đưa người về. Ngài quay đầu nhìn thoáng qua đại thế giới sau lưng, thì thầm. Sẽ rất nhanh thôi Thổ chi chúa tể thì gầm lên Lão già đáng chết kia Bên trong đại thế giới Thân ảnh của Lý Bình An thì hoàn toàn biến mất Khỏi vĩnh hằng thần giới Đi vào trong một vùng không gian kỳ lạ Toàn bộ vùng không gian này Giống như là một đóa tử kim sắc Liên hoa khép kín vậy Bên trong liên hoa Có một viên thần cách đang trôi nổi Lý Bình An dạo bước ở trong không gian Hắn đi đến trước thần cách thân cách này chính là thiên địa quyền hành do sáng thế thần đã khai sáng ra đại thế giới lưu lại một đạo tử sắc thần quang bên trong thần cách vọt về phía của lý bình an lý bình an thì không tránh kịp nháy mắt đã bị tử sắc thần quang tiến vào biển ý thức trong nháy mắt thần quang nhập thể lý bình an lập tức chìm vào trong một huyễn tưởng bên trong huyễn tưởng có một tôn hỗn độn ma thần đang khai thiên tích địa trong hỗn độn sau khi khai thiên tích địa thành công, hỗn độn ma thần được tiên thiên công đức mà chứng đạo. Thân ảnh biến hóa thành một lão giả, tự xưng là sáng thế thần. Sáng thế thần sáng tạo ra tám tôn thần linh cùng với cả ngàn vạn chủng tộc trong đại thế giới. Vô số năm trôi qua, tám tôn thần linh thì được hắn bồi dưỡng thành tám vị chúa tể. Thế giới được chia thành tam giới là vĩnh hằng thần giới, Vô tận hư không Cùng với cả thâm nguyên Bên trong tam giới trinh phạt lên miên Sáng thế thần cảm thấy nhàm chán Lên đi hỗn độn du lịch một phen Lý Bình An thì chuyển một cái Đột nhiên nhìn thấy Mình biến thành sáng thế thần Đang hành tẩu trong hỗn độn Du lịch một hồi lâu thì đột nhiên phát hiện ra Phía trước xuất hiện một lão phụ nhân Cưỡi thanh nghiêu Tuy chỉ là thần vương tu vi Lại có một kiện bảo tháp ngưng tụ tiên thiên huyền hoàng chi khí, chính là một kiện công đức trí bảo. Trong lòng của Lý Bình An cảm thấy cổ quái. Loại tình huống này sao lại quen thuộc thế nhỉ? Một kẻ nhỏ yếu mang theo bảo vật rêu rao khắp nơi, giống như vở kịch nào đó trong kiếp trước ấy nhỉ? Lý Bình An thì bất chợt nhận ra, nếu nhờ sáng thế thần động thổ, chỉ e gặp phải xui xẻo rồi trong lòng của sáng thế thần nổi lên tham lam mãnh liệt. Vậy mà đem tiên thiên công đức ngưng tụ thành huyền hoàng bảo giáp. Đây là xa xỉ cỡ nào cơ chứ? Sáng thế thần giấu mình trong hỗn độn, yên lặng quan sát phụ nhân kia cả ngàn năm. Nhìn nàng du lịch bên trong hỗn độn. Ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị rời khỏi khu vực hỗn độn này, rốt cục sáng thế thần cũng không nhịn được nữa. Thân ảnh đột nhiên sông ra, đánh một trưởng về phía của huyền hoàng bảo tháp một đạo hỗn độn kiếm khí đột nhiên bắn ra phịch một tiếng chém bay sáng thế thần hắn trượt dài trong hỗn độn cả vạn dặm một nam tử trung niên mặc tử sắc đạo bào đi ra từ trong hỗn độn uy nghi ngàn vạn sáng thế thần vừa ổn định thân hình bốn hung kiếm mang ý sát ngập trời đánh xuống nháy mắt đã bao phủ sáng thế thần trong kiếm trận một thanh niên ngạo nghễ đứng trên kiếm trận trên trán ngạo khí trùng trùng sáng thế thần thì ở bên trong kiếm trận trùng sát mấy vạn năm nhưng mà căn bản là không phá được kiếm trận đáng khét này ngược lại còn bị kiếm trận tổn thương không nhẹ vạn năm sau thì kiếm trận đột nhiên buông lỏng sáng thế thần giống giận trùng sát xông ra khỏi kiếm trận vừa ra khỏi kiếm trận thì sáng thế thần lập tức trọn tròn mắt chỉ thấy mình đang bị bao vây chính diện là một lão giả đang nâng huyền hoàng thần tháp. Bên trái là một nam tử trung niên cầm hắc cờ. Bên phải là một thanh niên mang theo bốn thanh hung kiếm. Phía sau là hai gã đầu trọc. Một thanh niên tuấn Mỹ tay cầm trạc cây. Một trung niên tay cầm bảo tràng. Toàn bộ đều là vĩnh hằng chi chủ. Vây quanh bên ngoài còn có hai nữ tử. Ở trong đấy thì một người Mỹ lệ đoan trang cũng là vĩnh hằng chi chủ đứng bên cạnh mỹ lệ nữ tử là một lão thái bà tay chống quải trượng đầu rồng chính là người đã dẫn dụ mình ra tay trước đấy xa hơn nữa là một lão giả mặc áo bào xám đang ngồi trên một đống loạn thạch buồn ngủ gà gật đi lý bình an thể lập tức chọn tròn hai mắt thái thượng thiên tôn nguyên thị thiên tôn thông thiên giáo chủ tiếp dẫn giáo chủ chuẩn đề giáo chủ nữ hoa nương nương mẹ ơi sao lại đến đủ hết thế này trong lòng thì chợt dâng lên một cảm giác xót thương cho sáng thế thần chọc đến bọn họ thì ngươi không bỏ mạng thì ai bỏ mạng đây sáng thế thần gầm lên các ngươi lừa ta thái thượng lạnh giọng nói đều đánh cho ta đi không hề lưu tình tất cả bắt đầu vây đánh sáng thế thần giữa hỗn độn một người còn đánh không lại càng đừng nói là nhiều người thánh nhân như vậy đồng loạt ra tay không bao lâu sau sáng thế thần bị đánh trọng thương nôn ra máu những thánh nhân bất tử bất diệt thì cũng không phải chuyện đùa thái thượng thiên tôn nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ tiếp dẫn giáo chủ chuẩn đe giáo chủ vây đánh sáng thế thần bên trong hỗn độn mấy vạn năm đánh nổ thân thể hắn cả mấy chục lần nhưng mà chính là không giết được hắn nhưng mấy vạn năm này thì cũng chẳng phải uổng phí cùng với cả việc liên tục đánh nổ sáng thế thần, trong quá trình nhục thân của sáng thế thần tự động tái tạo lại, thì thần hồn của hắn cũng đã dần dần bất ổn rồi. Lại vài vạn năm sau, cuối cùng thì lão giả ngồi trên loạn thạch cũng tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Lão giả ngáp một cái, ung dung nói. Nguyên thần của thánh nhân được ký thác trong hư không, cho nên mới bất tử bất diệt. Nhưng mà cũng không phải là tuyệt đối chỉ cần tìm được nơi ký thác nguyên thần của hắn thôi là có thể giết chết. Ví dụ như thế này này. Lão giả tay làm kiếm chỉ, tùy ý vạch một cái. Toàn bộ hỗn độn đều rung lên. Một tiếng thanh thúy vang lên, trên trời thì đổ xuống huyết vũ. Sáng thế thần kêu lên thảm thiết. Thánh thể phịch một tiếng sụp đổ. Một viên thần cách bay vào trong đại thế giới. Mà mấy vị thánh nhân thì cũng không hề ngăn cản. Ánh mắt của Lý Bình An bắt đầu mơ hồ. Trong mơ hồ hắn nghe được một câu. Sư phụ, thế giới này có thể sinh ra tân thánh nhân. Lý Bình An thì giật mình. Sư phụ, lão giả áo bào xám kia chính là Hồng Quân Đạo Tổ. Ánh mắt của Lý Bình An lập tức theo thần cách trở lại bên trong đại thế giới. Tại thời khắc hấp hối, thần hồn của sáng thế thần truyền ra một thanh âm Bí mật thành tiệu vĩnh hằng chính là vô tận hư không. Thanh âm thì ngừng lại im bặt. Lý Bình An có thể cảm nhận được sáng thế thần muốn nói điều gì. Hắn muốn nói là bí mật thành tiệu vĩnh hằng chính là dung hợp vô tận hư không, thâm nguyên và vĩnh hằng thần giới. Nhưng mà có vẻ chưa kịp nói xong thì đã hoàn toàn chết đi rồi. Thần cách trở về bản nguyên chi địa của đại thế giới, phong ấn bản thân lại. Lý Bình An bừng tỉnh lại từ trong huyến tưởng, nhìn thần cách trước mặt, trong lòng thì trọt dâng lên một cỗ cảm khái. Ta đến đây, hẳn là do chư vị thánh nhân an bài rồi. Thần cách thì hơi rung lên, từ trong thần cách dâng lên một hư ảnh. Lý Bình An thì lập tức nghiêm túc, là sáng thế thần, chẳng lẽ hắn còn chưa chết sao? Không có khả năng, đó chính là do Hồng quân đại lão xuất thủ. Sao hắn có thể sống nổi nữa chứ? Sáng thế thần hư ảnh nói. Ox, Anos, Gaia, Boily, Tinh Hỏa, Thái Thanh, Hạng Vũ. Ta không quan tâm người đến được đây là ai. Các ngươi đều là hài tử mà ta sáng tạo ra. Tiếp nhận thần cách của ta. Nhận chấp niệm của ta. Nhất định là phải báo thù cho ta. Khuôn mặt đồ nhân vặn vẹo. Hắn ngửa đầu lên trời phẫn nộ gầm rú. Báo thù giết cho ta Ngàn năm, chục tỷ năm Đều phải giết sạch bọn hắn cho ta Sắc mặt của Lý Bình An thì trở nên cổ quái Mấy người mà các người đều nhắc tới Hắn không có ở đây Còn bảo ta đi tìm đám người đạo tổ Để báo thù cho người thì quên đi Ta chưa muốn chết Sáng thế thần hư ảnh Phịch một tiếng vỡ nát Thần cách bay về phía của Lý Bình An Dung nhập vào trong cơ thể của hắn Lúc này Lý Bình An mới hơi hốt hoảng. Hắn ngồi xếp bằng trong tử sắc không gian. Một hồi lâu sau, một tôn thần linh chậm rãi bước ra từ trong cơ thể hắn. Người mặc thần bào hoa lệ, trông cực kỳ giống Lý Bình An, nhưng mà hai mắt đạm mạc vô tình. Phía sau hiện hiện một đạo thất thải thần luân. Đây là nguyên thần của bàn an đạo tổ của Lý Bình An. Danh xưng thương khung trí cao, khai thiên, sáng thế, vô lượng đạo tổ. Tần hành của Lý Bình An đạo tổ dần dần biến mất. Trong đại đạo thế giới bên ngoài, tử khí tràn ngập, thánh nhân chi uy bao phủ toàn bộ đại thế giới. Ta là Lý Bình An, hôm nay lấy thân hợp đạo, chứng thiên đạo thánh nhân, thành bình an thiên tôn. Dù là thần ma hay là phàm nhân, tất cả đều cúi người bái lại, kích động hô: "Bái kiến thánh nhân." Bên trong chiến trường hư không, tất cả vô tuận hư không chúng thần đều hưng phấn muốn kêu to phàm là hồng hoang thiên giới tiên thần không ai là không biết thánh nhân là gì tam thanh đạo tổ trong truyền thuyết chính là thánh nhân bất tử bất diệt nhân quả không dính vượt ngoài thiên địa phía dưới thánh nhân đều là run dế ngao mạn ma chủ thì cũng càng hưng phấn hơn ai hết hắn cười ha hả nói hơ ti người bại rồi các ngươi bại rồi đạo chủ thành đạo rồi bảy đại thần chủ đều ngây ra tất cả trở nên mơ hồ luống cuống thánh nhân thì ra thật sự tồn tại thánh nhân thánh nhân cũng không chỉ là cảnh chúa tể mà còn xa xa phía trên chúa tể trong một vùng không gian rách nát triệu hân duyệt bạch y nhốm máu lò vẻ tươi cười ngẩng đầu nhìn hư không đạo chủ đạo chủ ngươi thành công rồi bên trong chư thiên tinh đấu đại trận rách nát Thanh Phong cùng với cả Minh Nguyệt giúp vào nhau. Bên trong thái âm tinh, đầy dẫy thi thể thần ma. Toàn bộ thái âm tinh thì đã gần như sụp đổ rồi.